Hello anh em mình nha. Hôm nay em lên sóng cho anh em một bé da dáng thanh lý hải quan H030 đồng lên tem 46 là nó nổ như thế nào nha anh em. Series cực dễ thương nè, 3550. Bên mình bán xe cam kết là số hùng số máy zin chuẩn 100% nha anh em. Nói không có đục tháp CNC nha. Pháp lý trục trặc, công an tịch thu xe, đền một với anh em luôn nha anh em. Số điện thoại của mình nằm trên biển số xe luôn nha. Anh em quan tâm đến cái máy alo cho mình nha anh em. Xe dọn cực kỳ ghê. Yeah.